Rớt giấy. Trời ơi, giờ này mà bà Thư ở đâu rồi trời? Phải lấy ngay chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G của một tài xế Connect gọi điện cho bà mới được. Alo, chị Thư hả? Chị đâu rồi? Tới giờ quay rồi nè. Alo. Alo, chị đâu? Chị đang ngồi hạng thương gia bay về Hà Nội rồi em ơi. Trời ơi, đang dịch, đang giãn cách mà ngồi hạng thương gia cái gì? Ủa? Chị đang bay. Ở trên máy bay hả? Đi về Hà Nội hả? Ừ, đang bay mất rồi, muộn quá. Mà sao trên máy bay mà có sóng điện thoại hay vậy? Ừ nhỉ. Thôi ra đây. Ra đây giùm, anh cameraman chỉ cho em qua chị Thư bên đây. Vâng, đó máy bay của bà đó quý vị. Mình đang bay mọi người. Đó, thôi thôi, ra đây cũng có thương gia lắm. Ra đây đi, ra đây đi. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và đây là team, team gì thì chưa biết, các bạn đặt tên cho chúng mình nhá. Chưa biết tên, mọi người đặt tên ở dưới đây. Ok, chào này. Em muốn lái chị, em muốn lái chị. Trời ơi, tên thì chưa có nhưng mà động tác là phải có. Đúng rồi, có cái điệu chào đặc diện, đặc trưng. Đó. Okay. Rồi, bây giờ hôm nay mọi người có thể thấy rồi đó, chị Thư là một người đang có rất là khát khao, đang rất là nhớ mùi máy bay. Thèm được đi bay mọi người ạ. Họ gọi anh là máy bay, chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Đó là hôm nay mình sẽ mang cả một không gian của khoa hạng thương gia của Vietnam Airlines đến với văn phòng. Yeah, nghe kiểu kinh xả rồi đấy. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là mọi người biết bọn mình lấy đồ ăn ở khoa hạng thương gia ở đâu không? Lút đồ. Lút đồ hả? Lên máy bay lút đồ về hả? Lút. Thật ra là hôm nay tụi mình sẽ review đồ ăn của khoa hạng thương gia của Vietnam Airlines đến từ nhà hàng The Flying Chef. Yeah. Thì đây chính là một đơn vị của Vietnam Airlines luôn. Ở đây cũng sẽ là nơi mà tập trung nhiều những đầu bếp 5 sao nấu những món ăn cho những khoa hạng thương gia nè. Phòng chờ thương gia nè. Nói chung là tất cả những nơi thương gia first class sang trọng nhất của Vietnam Airlines là từ đây mà ra. Nhưng mà chị biết được là cái công ty VACS này thì còn có cả cung cấp đồ ăn cho khoa economy nữa. Đấy, nhưng mà trong video ngày hôm nay ấy, thì chúng mình chỉ tập trung vào các món của khoa hạng thương gia thôi. Chính mà khoa economy không có. Ghê. Ok, bắt đầu nha. Đi vào review thì đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay chính là chiếc Xiaomi 11 Lite 5G hiện đã mở bán tại Sao Connect với giá vô cùng ưu đãi. Mọi người nhớ click vào đường link phía bên dưới để mua ngay nhá. Ok, quay trở lại thôi. Quay trở lại với những món ăn ngày hôm nay. Nhắc tên một lần nữa, nhà hàng hôm nay tụi mình ăn đó chính là The Flying Chef, hoặc là tên tiếng Việt mình thấy để đây là bếp hàng không. Thì nhà hàng này mới mở được một năm gần đây thôi. Thì với slogan của nó là Both Cloud and Crown. Vừa trên mây vừa dưới đất. Đúng rồi. Nghĩa là không chỉ đi máy bay mới được thưởng thức các món ăn, mà ở dưới mặt đất thì chúng ta cũng có thể thưởng thức bằng cách đó là đến tại cái quầy The Flying Chef. Là hình như là mình nhớ là ở cổng nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất. Mình chưa biết sân bay Nội Bài có chưa, nhưng mà hiện tại nó đang được mở bán ở cổng nội địa sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Mình thấy là tuy mới mở được một năm thôi nhưng mà ở đây làm việc khá là chuyên nghiệp nha. Đặt hàng, nhắn tin, Facebook trả lời cực kỳ nhanh luôn, gửi hẳn một cái menu ra rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp, và đặt cũng giao cũng rất là nhanh nữa. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi vào thưởng thức luôn nha. Đi thì đúng trình tự, hạng thương gia. Đố chị Thư là món đầu tiên ăn là món gì? Starter là món khai vị. Đúng rồi. Sẽ là bánh mì bơ tỏi. Đúng luôn, chuẩn luôn. Và bánh mì bơ lạc. Bánh mì tròn. Tròn. Bánh mì tròn. Bánh mì xong rồi tới salad. Salad. Đó, đây là salad. Salad gà quay. Gà quay. Hấp dẫn ha. Mùi thơm lắm nha. Rồi. Tiếp theo sẽ có là món chính là mì Ý. Và đây, một cái món ăn vô cùng plot twist của ngày hôm nay. Nó còn sống mọi người ạ. Đây là bò lát ướp sốt kiểu Nhật và củ cải vàng. Mình hơi bất ngờ nha, Khánh bảo là chết rồi chị Thư ơi. Đến ngay. Mình có một cái sự cố rất là lớn, đó là tại sao bò còn sống. Cái món này là người ta chỉ sơ chế cho mình trước thôi, người ta ướp, người ta cắt sẵn, và mình về thì chắc là mình xào liền, mình ăn liền, ăn nóng luôn. Nó sẽ ngon đúng cái chất lượng nhất. Ok, sau khi món chính xong thì chúng mình phải có dessert tráng miệng đúng không mọi người? Ở đây chúng mình có bánh Danish đào. Bánh này là bánh đen mặt, không phải Danish đặng chị, đây là Danish đào. Danish đào. Đó, một cái bánh bánh ngọt kiểu đen mặt, hai bên trong là có nhân đào. Nhìn hấp dẫn quá nè. Hấp dẫn. Và không thể thiếu đồ uống của chúng ta. Tất cả những bữa ăn nào của Gen Z đều phải có trà sữa. Mà trà sữa này siêu hot mọi người ạ. Hot như nào thì tí nữa mình kể cho. Bắt đầu với món đầu tiên. Ở đây mình có hai món bánh mì, phải nói là có thể gọi là best seller của hạng thương gia đi. Tại vì bất kỳ ai mà bay hạng thương gia của Vietnam Airlines đều cực kỳ ghiền hai cái bánh mì này luôn. One for you, one for me. 1, 2, 3. Thôi, của chị Thư đều rồi, của mình rất đều nha mọi người. Ok, mình chưa đến tuổi lấy chồng nha, Khánh này đến rồi. Thơm ha. Thơm. Rất là thơm. Rất là đậm sốt nha. Ừ. Muốn nó nóng cơ. Ừ, em cũng muốn nó nóng và giòn.
Tại vì có vẻ là ship từ Tân Sơn Nhất về đây á, thì nó hơi yếu rồi và nó không còn được nóng, không còn được giòn nữa. Nhưng mà vẫn phải nói là cái hương vị của cái sốt bơ tỏi này rất là ngon, làm rất là đúng chuẩn Tây luôn á. Thật ra là cái nhà hàng này nó cũng nói là những đầu bếp đó là những đầu bếp 5 sao. Ừ, đúng rồi. Mà chị không cần biết đâu nhá. Trước khi bay có thể chị ăn rất nhiều, ăn rất no. Nhưng cứ bước chân lên máy bay là cứ bị đói. Ừ, đúng rồi đó. Thì giống như là hả, đâu phải là đi máy bay ngày nào cũng được đi đâu. Là cứ mỗi lần lên là cái bụng mình cứ tận dụng nó đói vậy thôi đó. Hộp bánh này có 10 miếng bánh và giá là 30.000. Rẻ ha. Hợp lý ha. Rẻ. Tại vì một người không thể nào một mình ăn một hộp được. Thư là thuộc người trường phái không ăn cái viền mọi người. Chị muốn ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ đẫm sốt hơn, còn hơn khi nguội nó hơi có cái mùi tỏi nó hơi hăng hăng một chút. Nhưng mà còn lại thì là vị nó ướp khá đậm đà. Hay là do bên dưới mặt đất thì nó bán rẻ hơn nhỉ? Chị có cảm giác như trên máy bay bán đắt hơn hay sao? Ừ, kiểu như mình nhìn menu mình bất ngờ mọi người, 10 miếng bánh mì mà chỉ có 30 nghìn thôi là nó chắc là nó bằng những cái hàng bánh mì ở ngoài bình thường luôn á. Ngoài ra thì đây có bánh mì tròn, cái bánh mì này lại còn rẻ hơn cái này nữa. 2.000. Đúng không? 2.000 một cái, 10 cái một set như vậy là sẽ là 20.000. Hợp lý mà. Hợp lý ghê luôn á, có hiểu có thêm mà mọi người có thể mua, mọi người để sẵn ở nhà, sẵn dịch nè. Hoặc là sau này mọi người có thể để đi học luôn. Tùy thường trên máy bay, nhưng tiếp viên sẽ cho mình ăn cái này với một hộp bơ lạc. Đúng rồi. Nhưng có vẻ những chị tiếp viên chăm chút khách hơn là mấy chị đầu bếp ở đây rồi. Các chị quên. Các chị quên rồi. Trời ơi. Đây chỉ có bánh mì tròn thôi, không có bơ lạc. Cái này phải kết hợp với bơ lạc cũng là xuất sắc luôn á. Không có bơ. Không cảm nhận được rõ vị. Cô Quá Khánh ạ. Cô Quá. Chị cần một chút gì đó ướt nhầm. Cần một ướt á. Nhảy liền cái trà sữa luôn đi. Lotus Sky thì trời ơi, trà sữa này rất rất hot. Đợt năm vừa rồi hay sao á. Hả? Phát lên cái vụ đó là trà sữa hàng không bán tại Vinmart hay là các cửa hàng tiện lợi ấy. Hot lắm. Trời ơi, mọi người đi săn lùng. Thực ra là trên máy bay chị chưa uống trà sữa bao giờ. Ồ, em cũng chưa bao giờ uống trà sữa trên máy bay. Rớt giấy. Rớt hả? Rớt là kiểu trà sữa nó rớt ra ngoài ấy. À, lao cái này hả? Đây. Không có bị quá ngọt đúng không? Ngon quá. Trà sữa rất là thơm. Thơm mùi hồng trà ấy mọi người. Mà cái tỷ lệ giữa sữa và trà rất cân đối. Là một người uống trà sữa thâm niên. Mình thấy là sự cân đối giữa trà và sữa rất là ok. Trân châu thì là trân châu trắng. Vẫn giữ được độ giòn của nó. Dai, tròn. Mà chị thích trân châu đen cơ. À, chị thích trân châu đen hơn. Ừ, nhưng mà chị cảm thấy là trân châu trắng là hợp lý ấy, bởi vì là trân châu đen thì để lâu nó sẽ cứng. Ừ, đúng rồi, trân châu trắng thì có vẻ sẽ dễ bảo quản trên máy bay hơn. Đúng rồi. Hiểu tại sao viral. Đúng rồi. Một ly trà sữa này có giá là 38.000. Rẻ nha. Ừ, được đấy. Các bạn có thể mua ly trà sữa này tại nhà hàng luôn. Ok, thì chúng mình sẽ tới salad gà của chúng ta, gà quay. Thì trong đây chúng mình thấy là có gà quay này, rau sống này. Đụng xoài chua này. Đó. Rất là đặc sắc ha, chứ không chỉ là đơn thuần là thường mọi người nghĩ khi mà mình đi những cái khoang mà hạng phổ thông á. Thì cái phần salad ăn kèm nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cái phần salad của hạng thương gia nó lại phồn thực, nó lại đặc sắc như vậy. Vì nó thương gia. Rồi đổ sốt vô nè. Sốt này sốt gì ạ? Sốt này thì em thấy là có vẻ là có nước tương, có mè, có là dầu ô liu. Ăn thử món salad gà quay nha. Có cảm giác là ngoài xoài ra nó hình như là có đu đủ hay sao ấy. Cái sự kết hợp giữa xoài với đu đủ trong đây á, nó rất là giòn miệng. Ăn rất là fresh. Ngoài ra thì rau mà mình thấy là ship tới đây mà vẫn còn rất là tươi, rất là xanh luôn. Ăn vẫn còn cái độ giòn, không có bị sủng nước. Miếng gà thái lát rất là to nha, đẩy nha. Nêm nếm cực kỳ vừa miệng luôn. Gà ngon lắm. Gà này ngon, ăn mà thấy nó thơm giống như kiểu dăm bông luôn á vậy á. Nó hơi vị mặn mặn một chút. Như kiểu gà muối. Ăn mà ăn kết hợp với rau rất là vừa miệng. Không, cái này là tùy thuộc vào cá nhân mình thôi. Không phải là do nhà hàng hay gì đâu. Đó là khi ăn salad thì chị thường không ăn hay chọn xì dầu như này. Dạ, yeah. Ừ, cảm giác nó hơi bị mặn so với salad. Salad thì chị sẽ thường chọn những cái sốt nó nhẹ nhàng hơn, như kiểu là sốt chanh leo hay là sốt mè thôi. Thật ra em ăn em mới thấy là cái này hình như là cũng không phải là một hoàn toàn là xì dầu đâu. Hình như nó có cái nước sốt mà gà quay ở trong đó nữa. Nhưng mà đúng là nó hơi mặn so với salad truyền thống đúng không? Đối với chị salad thì phải thanh hơn nữa. Em nhớ là hình như có cỡ 3 loại. Cái này là salad gà quay, ngoài ra còn có thêm salad chả cá và salad gỏi cuốn, cá cuộn lá lốt. Lá nốt. Lá lốt. Nốt. Lá lốt. Lá lốt. Nhớ lá lốt. Em chấm này 7.5. 7 điểm. Salad này có giá 50.000. So với mặt bằng chung salad thì em thấy giá này ok á. Được. Đây món chính thôi. Món mình mong đợi nhất đây này. Có cho tôi ăn không thì bảo. Nó có dán lại hả ta? Cũng này editor sẽ kiểu như là a few moments later. Wow. 2 days later. Bò cắt lát sốt kiểu Nhật. Vâng, menu để rất hấp dẫn, nhưng như mình kể rồi đó, cái plot twist của câu chuyện món bò này
đọc menu. Đáng ra menu phải ghi thêm chữ là khách cần xào ở nhà. Đúng không? Ôi trời ơi. Đó, vâng. Chị tôi vô cùng kỹ tính mọi người à. Thì coi như hôm nay mình được ăn bò né tại văn phòng luôn. À. Chứ trên máy bay nào có được nấu nướng này đúng không? Đây là một trải nghiệm rất hay. Đúng vậy. Team trải nghiệm mà mình phải làm những thứ mà lạ chứ. Sao chị thấy sự đảm đang của em đi? Sự gian gian của em đi. Gian gian của em. Đầu tiên thì mọi người bỏ dầu vô. Vâng, ai cũng biết ạ. Ôi, ít thôi bác à. Chị có muốn không dính cái áo trắng của chị thì nó. Thơm quá các bác ơi. Ừ, thơm quá. Tải tái nha em nha. Tải tái. Tải tái nha. Cái này là giống như đi private jet vậy, mọi người là có đầu bếp riêng đúng không? À, em là đầu bếp của chị. Đúng rồi, cái này là giống như đi máy bay cá nhân á. Phi cơ. Nào ai có được đi máy bay cá nhân đâu mà biết. Cái mùi ướp này á là mình nghe nói là ướp kiểu Nhật nên là cái mùi rất là thơm luôn. Ướp kiểu Nhật có phải ướp teriyaki không? Em không biết, có phải giống không nữa. Mà cái lạ ở đây là mình sẽ ăn chung với củ cải vàng. Thì mình lần đầu tiên mình thấy bò mà ăn với củ cải vàng luôn. Đầu tiên thì tưởng khoai tây ấy. Đúng không? Nhìn giống. Nhìn cũng giống đúng không? Ok bác ơi. Bàm đã xào bác xong rồi. Cái clip này phải nói là một cái video mà một mũi tên trúng hai con nhạn. Không chỉ được thỏa nỗi nhớ máy bay mà thỏa luôn cả nỗi nhớ đang ăn buffet thịt nướng. Ước gì có rượu này. Trời đất ơi. Ý, hình ảnh mình là người con cái nền nã chị. Ê, nếu mà mình uống rượu trên máy bay thì là bay trên bay à? Bay trong lúc đang bay. Rồi ăn thử nha, để em lấy cái dĩa bé bé xinh xinh của em. Vô. Thôi, đậm sốt. Mềm. Hết chín rồi. Hết chín rồi hả? Coi chị sợ bị đuổi việc. Nhưng mà cái sốt này thực ra là mình thấy là vẫn chưa rõ sốt Nhật lắm. Mình cảm nhận được là gia vị nó đậm đà thôi, nhưng mình không nhận ra được rằng là nó cái sốt gì á. Nó giống như kiểu bò né bình thường. Em cũng thấy vậy, nhưng mà kết hợp với cái củ cải lại ngon nha. Nó ngọt, nó giòn, ăn lạ lạ đúng không? Chưa bao giờ mà mình lại ăn bò xào với củ cải vàng. Nào nền nã, nền nã. Nền nã. Ôi trời ơi. Quá trời nền luôn mọi người. Nguyên một cái nền luôn á. Wow, duyên dáng Việt Nam. Bây giờ mình thử qua cái món chính còn lại được không? Yes. Yes. Mì Ý, rất quen thuộc rồi. Cái mùi rất là chuẩn Ý. Nghe được mùi dầu ô liu nè, tỏi. Chuẩn nhà hàng không? Hơi ít sốt cả. Em thấy còn nhiều sốt trên đây nè, chị cứ lấy chị rưới lên. Mình thấy nó cứ hơi nhạt nhạt một chút. Em thích ăn mì Ý nhạt nhạt vậy. Thế hả? Cái sợi mì đúng, ok. Không bị chín quá, kiểu nát nát ấy. Những cái lá ở trên như là rau mùi hay là cái gì đó mà rất là thơm. Một hộp mì Ý giá là 67.000. Không dày, không đắt. Nhưng mà chất lượng thì ok. Một hộp bò này thì có giá là 95.000 nhưng mà chưa xài. Thực ra hộp bò cũng không dày, không đắt đấy. 200g, 95.000 ướp sẵn. Mình về mình chuyển đổi mình xào ra, thấy cũng tiện đó chứ. Tại vì một phần này có thể là hai người ăn luôn á. Đặc biệt một cái là bò rất mềm mọi người ơi. Này có vẻ là bò Úc đó, đúng không? Bò ngon quá, không biết nữa. Mình có đọc thông tin về cái nhà hàng này ấy, thì đa số các món ăn của họ có hạn sử dụng trong vòng 48 tiếng. Sau 48 tiếng mà không bán hết thì họ phải đành đem đi đổ đồ đi. Nhưng mà thật ra như vậy có nghĩa là họ muốn bảo đảm cái quyền lợi của khách hàng. Họ muốn mình ăn những cái đồ tươi nhất. Giống kiểu Pha Bắc ha. Bò này quá ngon. Nói chung là bò mình rất thích. Bò mình chắc cho 8.5 đi. Còn mì chắc là 6.5-7. Bò này em cho hẳn 9 điểm. Tại em rất thích cái bò này. Bây giờ thì là đến Dennis Đặng. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn Dennis Đào. Dennis Đào. Bánh Dennis Đào nha mọi người. Thực ra là trong mỗi lần ăn ấy, mình luôn mong chờ nhất là đến phần tráng miệng. Bởi vì mình là một người rất là cuồng ăn nhặn ngọt. Mình để ý là trên máy bay khẩu phần ăn tráng miệng thường là trái cây hoặc là da ua. Đúng rồi. Nhưng mà đối với hàng thương gia thì là một cái bánh rất là fancy, luxury giống vậy. Ngoài bánh đào này ra còn những bánh gì nữa không? Ngoài bánh Dennis Đào thì mình còn có thêm bánh Dennis nhân kem nè, nhân táo nè. Và còn có rất nhiều các loại bánh khác luôn, tiramisu nè. Mình thấy bánh matcha cũng có. Trời luôn, bánh dâu. Nhiều mà món nha. Làm rất là hấp dẫn nha, làm nguyên một cái ổ giống như là một cái bakery ở ngoài luôn vậy đó. Nên là mình thấy là... Mà cái này đặc sắc nhất hả? Cái này là em thấy là dễ ăn mà nhiều người lựa chọn mua nhất. Oh. Bon appetit. Appetit á? Thế nhìn bánh kiểu cảm giác vỏ nó giống kiểu croissant ấy à? Trong lúc chị Thơ thì ấn tượng đầu tiên của mình với cái bánh này là nó không hề ngọt gắt. Mình không phải là một người quá thích ăn ngọt đâu. Mình nhìn mình cũng sợ cái bánh này nó sẽ hơi bị ngọt quá. Nhưng mà cắn vô thì nó rất là vừa miệng luôn. Đầu tiên là cái vỏ bánh nó sẽ ăn giống cái bánh sừng bò. Nó là kiểu nhiều lớp, hơi giòn giòn. Nhưng mà bên trong lại rất là mềm. Đó, còn phía trong nhân. Nhìn cho đẹp á, khoảng những miếng ạ. Mình sẽ có đầu tiên là một miếng đào ngâm. Bơ ngọt. Trời ơi, khi cắn vào đầu tiên mình cảm nhận đó là cái sốt bơ nó rất là ngậy, nó béo, nó thơm, xong rồi miếng đào thì nó ngọt ngọt. Nói chung là mê lắm, mùi đào cũng rất là rõ, vị ngọt của nó rất là vừa phải.
Nói chung là mê, bởi vì mình rất thích bánh sừng bò, xong rồi còn nhân bơ nữa, rất là mê luôn á. Cái hương vị nó ngày càng đậm á, chứ nó không phải như những cái loại bánh mà thường mình hay ăn ở Việt Nam. Các loại bánh thường mình hay ăn ở những cái quầy bánh là nó sẽ vừa cắn vô là thấy cái vị ngọt gắt liền. Còn cái này là càng nhai thì cái hương vị đào nó càng thơm hơn, cái bơ nó càng béo hơn, càng đúng ngọt rồi. Hơn. Bánh này, một cái bánh, một cái như vậy là có giá 13.000 nha mọi người. Hộp 5 cái là 65.000. Tổng cộng đồ ăn là em nhớ là 403. Hợp lý. Ừ. Nhưng mà ship tận 45.000 từ sân bay về quận 5. Nói chung là thật ra là nghe cái phí ship 45.000 trong nội thành thì cũng hơi ớn. Nếu mà đặt online về á thì hiện nhà hàng này các bạn chỉ có thể đặt qua web hoặc là qua fanpage chính thức thôi, chứ chưa có ở trên các app như là Grab hay là Baemin nào. Và nếu mọi người cũng muốn ăn thử những món đồ ăn hàng không này thì mọi người hãy nhớ truy cập trên fanpage Flying Chef trên Facebook. Dạ, bọn mình không quảng cáo đâu nha, bọn không mình đánh giá dựa trên khẩu vị của chúng mình và trải nghiệm thật của chúng mình luôn á. Công tâm thật sự. Thì trong tất cả các món ở đây em thích ăn món nào nhất? Em thích nhất là phải nói tới bò. Thì ngoài ra thì còn có thêm bánh, cái bánh đào này quá xuất sắc luôn. Yes. Còn chị thì là bánh đào và trà sữa rồi. Ờ, chị thích ăn ngọt mà. Một người con gái thích ăn ngọt. Yes. Một người gái ngọt ngào. Em muốn lái chị nghe. Em muốn lái chị. Ngại quá. Thôi, tuần sau đừng mà kiểu đấy nữa nhá. Thôi đi nhá. Chị thích lắm. Rồi, ok, và đó chính là review của mình và chị Thư cho những món ăn khoang thương gia của Vietnam Airlines. Còn các bạn thì sao? Các bạn nếu muốn thử cảm giác đồ ăn thương gia như thế nào thì có thể đặt nha. Còn bây giờ thì bye bye. À khoan, nếu mà mọi người thích chiếc điện thoại của mình, chiếc Xiaomi 11 Lite 5G thì mọi người có thể mua tại Cellphone S nha. Yes, hiện đang được mở bán tại Cellphone S với giá vô cùng ưu đãi. Các bạn nhớ click vào đường link phía bên dưới để đặt mua ngay nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ like, share, subscribe. Hẹn gặp lại.